Xin chào thầy các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và video ngày hôm nay sẽ là một cái video khá là vui. Và mình sẽ nói về các kiểu mua nước hoa và xịt nước hoa. Hãy cùng xem đó là những kiểu nào và bạn thuộc VIP người nào trong này nha. Chú xem cho anh ở đây có chỗ nào đắt nhất, bán chạy nhất thì gói hết vào cho anh. Không quan trọng nam nữ, nam để anh dùng mà nữ thì anh về anh sưu tập anh cho. Quan trọng, lấy hết cho anh nghe, gói hết vào. Em ơi, em có thể tư vấn nhanh một chai nước hoa nào thật là rẻ, rẻ nhất có thể. Mà quan trọng ấy, mùi nó phải xịt một phát là chị em nào cũng thích, gái theo xếp hàng dài dặc. Còn anh không quan trọng mùi hương đâu. Tư vấn luôn cho anh nhá, để anh lấy luôn. Anh đã xem rất nhiều video và rất nhiều các review ở trên mạng rồi. Nên là thôi, cứ để anh tự thử nhá. Chai này mùi cũng được này, được rất nhiều người review này. Mùi chai này mùi cũng hay này. Được xịt thử chưa em? Anh ơi, anh thử nhiều thế thì anh không biết là anh đã chọn được chai nào chưa? Chắc là anh phải lấy 2-3 chai anh nhỉ? 6 hours later. Em ơi, khả năng cho anh lấy chai này nhưng mà lấy chết 10ml nhá. Nhà có mấy chai dị dị không em? Như kiểu mùi tinh trùng, mùi máu hay là mùi thức ăn ấy. Anh thích những cái mùi kiểu đấy. Cái mùi mà không đụng chạm với ai cơ. Chứ mấy cái mùi như kiểu Blue Chanel này, như kiểu mùi này á, anh dùng bị đụng hàng á, nên là anh không thích. Quá ngầu luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xịt nước hoa một cách tiết kiệm nhất và cách thơm nhất luôn nhá. Các bạn xem nhá, các bạn xịt nước hoa này, các bạn ấn nhẹ thôi này. Ấy, nó ra một cái là các bạn phải chùi khắp người ngay. Đấy, bạn muốn thơm ở đâu là bạn phải chùi hết lên người. What? What the fuck? Hôm nay thời tiết là 29 độ rồi. Đấy, trời nhiệt độ cao nhất là 34 độ này, nên là các bạn phải xịt chai nước hoa mùa thu. Đấy, xịt cho một shot này, hai shot này, ba shot này, bốn shot này. Đó. Và chúng ta cùng nhau chờ 30 phút sau rồi hãy đi ra đường để cho mùi nước hoa được bay đi cái mức độ cồn. Vừa rồi là các kiểu người mua nước hoa và xịt nước hoa mà mình đã tổng hợp trong một clip khá là vui. Tất nhiên là nó không quá đà đến như vậy, nhưng mà nếu bạn nào thuộc tip người nào trong đó, hay là các bạn có kiểu mua và xịt nào khác, hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.